chào quý vị và các bạn. Video hôm nay mình sẽ làm về việc chia sẻ cuốn sách hay về y học cổ truyền. Đầu tiên mình muốn chia sẻ cuốn sách đầu tiên là cuốn Kinh dịch ứng dụng trong y học cổ truyền, tác giả là phó giáo sư tiến sĩ Vũ Nam. Thì cuốn này nó nói về vấn đề đầu tiên là vấn đề kinh dịch, thì gồm có những chương Hà Đồ, Lạc Thư, Viên Thiên, Hậu Thiên, Bát Quái, Lục Tập Tử Quái. Vấn đề thứ hai nói về vấn đề kinh dịch ứng dụng trong y học cổ truyền, thì gồm có kinh dịch ứng dụng trong những học thuyết tạng tượng, thuyết âm dương, học thuyết ngũ hành, học thuyết khí hóa, học thuyết thủy hóa và các học thuyết của y học cổ truyền nói chung, vân vân. Thì cuốn sách này ấy, mình mua vào năm 2 mình học đại học. Thì khi đọc cuốn này xong thì mình hiểu đúng đắn về y học cổ truyền hơn, và những cái lý luận trong nó đúng hơn, thay vì những các bạn học những cái sách khác cũng có thể nó sai và nó không đúng. Rồi cuốn sách này thì mình cảm thấy rất là tâm đắc, và mình đọc đi đọc lại mình vẫn còn cảm thấy hay, còn nhiều cái mới mẻ. Cuốn sách thứ hai mình muốn chia sẻ cho các bạn là cuốn Đông y Đông dược, chữa bệnh phòng bệnh, tâm tỳ phế thận can. Cuốn này tác giả là bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Hữu Định, thầy thuốc ưu tú. Thì cuốn này mình mới mua, và tại vì mình thấy nó rất là hay. Thì nhiều bệnh lý về ngũ tạng của mình đây thì nó được lý giải qua bên Tây y, và những bài thuốc thầy biện luận rất là hay về những triệu chứng nữa. Hai quyển này nó có, tuy là hai tác giả khác nhau nhưng nó có gắn kết với nhau. Về các học thuyết tạng tượng ở bên này nó mô tả và nó giới thiệu và giải thích rất là kỹ so hơn với cả bên này. Thì mình mới mua quyển sách này thôi, nhưng mà mình cảm thấy mình đọc một thời gian rồi, mình cảm thấy rất là hay. Cho nên là nếu các bạn mà yêu thích y học cổ truyền ấy, thì các bạn nên mua hai quyển này đọc. Thì qua cái thời gian mình đọc rồi thì mình thấy rằng hai quyển này rất là hay và hữu dụng cho các bạn mà mới đầu bước chân vào y học cổ truyền, hay là những người đã làm lâu năm, thì mình cảm thấy hai quyển này rất là hữu ích. Thì mong các bạn hãy mua về đọc, đây là tốt cho các bạn, chứ mình không có quảng cáo sản phẩm gì cả. Thì nếu thấy video hay thì hãy like và share. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.